TV. Và như vậy một hình ảnh vô cùng đẹp, vô cùng tuyệt vời sẽ được diễn ra trên sân khấu từ phía bên bạn trẻ. Các cô gái đấy trong trang phục áo có mix xà tích rất đẹp mắt, truyền thống văn hóa dân tộc Thái của chúng ta. Chúng ta đến những phút giây sôi động, những giai điệu múa xẻo tay mang đến những phút giây vui mừng tuyệt vời cho bạn trẻ của chúng ta. Thưa quý vị, hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho đội bóng nghệ ngày hôm nay được quý vị ơi.